Ngay sau khi báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài viết dân ở trọ khổ vì giá mai táng quá cao, phản ánh về việc một số người dân ở Bình Dương rơi vào hoàn cảnh túng quẫn khi người thân mất vì Covid-19, khi chi phí mai táng quá cao. Điều đáng nói là mỗi cơ sở mai táng tư nhân có một mức giá khác nhau, một số nơi cho giá cao. Ngay lập tức, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp chỉ đạo, yêu cầu các ban ngành địa phương rút gọn thủ tục để thân nhân người mất vì Covid-19 được nhanh chóng nhận tiền hỗ trợ. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng giao cho hai đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa, Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương và Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương, Đài Hỏa táng Phước Lạc Viên nhận trách nhiệm tẩm liệm, hỏa táng người mất vì Covid-19 đúng mức giá quy định. Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương nắm bắt, hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thân nhân người mất vì Covid-19 nhanh chóng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Cụ thể, mức hỗ trợ người mất vì Covid-19 theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 20 triệu đồng trên một người. Bên cạnh đó, các cơ quan này cần tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau với phương châm dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu, dễ biết, dễ làm để người dân nhanh chóng được tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ngoài ra, các thủ tục nhận chính sách hỗ trợ cũng phải nhanh chóng, thủ tục đơn giản nhất để thân nhân người mất vì Covid-19 hưởng ngay chính sách hỗ trợ. Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết Sở đã triển khai thủ tục hồ sơ đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Khi các gia đình có trường hợp tử vong vì dịch bệnh Covid-19, người thân đến các xã, phường, thị trấn nhận hồ sơ để khai, thủ tục rất gọn nhẹ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.